Top 10 quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video của Ghiền Địa Lý. Theo các bạn thì đâu là quốc gia nhỏ nhất thế giới? Các bạn hãy comment xuống phía dưới để đối chiếu với đáp án ở cuối video nhé. Các bạn thân mến, trên thế giới có hàng tỷ tỷ người sinh sống ở khắp nơi trên bề mặt địa cầu và cũng giống như con người, bản thân mỗi quốc gia đều có rất nhiều điều kỳ lạ và thú vị. Chúng ta thường băn khoăn rằng quốc gia nào lớn nhất, dài nhất, thấp nhất hay sang trọng nhất trên thế giới và tên cụ thể của từng quốc gia đó là gì? Chắc hẳn ai cũng biết rằng Nga, Canada, Mỹ, Trung Quốc là các quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới, nhưng dường như các nước có diện tích nhỏ nhất thì ít người biết đến. Và nhiều khi chúng ta còn lầm tưởng nó thuộc một quốc gia khác, chẳng hạn như là thành viên Vatican nằm trong nước Ý, nhưng đây thực ra là một đất nước độc lập, hay Monaco không phải là một bộ phận của nước Pháp mà nó là một quốc gia có chủ quyền riêng. Dưới đây là top 10 quốc gia có diện tích nhỏ nhất, nhưng đừng để bị đánh lừa bởi kích thước của nó, bởi những nơi này luôn có những địa điểm tham quan thú vị đó ạ. Và trước khi đi vào nội dung thì các bạn hãy bấm nút like, đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ kênh nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. 10. Cộng hòa Malta, 316 km vuông. Bạn biết không, Cộng hòa Malta là một quốc gia nhỏ nằm ở Địa Trung Hải, gồm một đảo lớn và một số đảo nhỏ khác. Với diện tích khoảng 316 km vuông, diện tích này chỉ bằng 1/3 tỉnh Hưng Yên của chúng ta thôi. Malta là quốc gia thứ 10 nhỏ nhất trên thế giới. Thủ đô của Malta là Valletta. Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc tháng 4 năm 2023, dân số của Malta là hơn 414.900 người, với mật độ dân số khoảng 1.391 người một km vuông. Malta là một quốc gia có lịch sử lâu đời và là một trong những địa điểm du lịch phổ biến nhất tại châu Âu. Nền kinh tế của Malta dựa theo các ngành công nghiệp chế tạo, dịch vụ tài chính và ngành du lịch. Malta cũng là một trong những quốc gia thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhờ vào chính sách thuế thấp và các chương trình hỗ trợ đầu tư. Về văn hóa, Malta có nhiều di sản văn hóa và lịch sử quan trọng với các khu di tích, bảo tàng và những công trình kiến trúc độc đáo. Malta cũng có nền ẩm thực phong phú kết hợp với các yếu tố ẩm thực phương Đông và phương Tây. Một trong những món ăn đặc trưng của Malta là pastigi, một loại bánh nhỏ có nhân phô mai hoặc thịt bằm. 9. Maldives, 300 km vuông. Maldives là một quốc đảo nằm ở khu vực Ấn Độ Dương, được biết đến với những bãi biển tuyệt đẹp, những khu nghỉ mát sang trọng và là một trong những điểm đến du lịch phổ biến nhất trên thế giới. Với diện tích khoảng 300 km vuông, tương đương với 1/3 diện tích tỉnh Hà Nam, Maldives là quốc gia thứ 9 nhỏ nhất trên thế giới. Maldives gồm 1.000 hòn đảo nhỏ được chia thành 26 tỉnh và chỉ có khoảng 200 hòn đảo được cư dân sinh sống. Người dân Maldives chủ yếu là người Hồi giáo Sunni, tiếng Diwali là ngôn ngữ chính thức. Dân số Maldives vào khoảng 535.000 người. Maldives giữ kỷ lục là quốc gia phẳng nhất thế giới. Mức đất tự nhiên chỉ cao 2,3 mét so với mực nước biển cùng với khí hậu ôn hòa, ấm quanh năm. Do đó, các quần đảo tạo thành một hệ sinh thái có hệ động vật biển phong phú với những vỉa san hô kéo dài như bất tận. Nền kinh tế Maldives chủ yếu dựa vào du lịch và ngư nghiệp, đặc biệt là sản xuất và xuất khẩu cá ngừ và các sản phẩm liên quan đến đại dương. Maldives cũng là một trong những quốc gia đang đối mặt với tác động của biến đổi khí hậu và nổi lên là một trong những quốc gia lớn nhất tham gia vào các nỗ lực toàn cầu để giảm thiểu khí thải carbon. Du lịch và đánh cá là hai ngành kinh tế then chốt của Maldives. Đặc sản du lịch của Maldives là những khu nghỉ dưỡng sang trọng nổi tiếng thế giới với những bungalow nằm ngay trên những rạn san hô sặc sỡ, nhưng cũng là nơi du lịch đắt đỏ nhất thế giới. Maldives là một quốc gia có văn hóa độc đáo với các nghi lễ và truyền thống được duy trì qua nhiều thế kỷ. Các nhà hàng và quán cà phê trên các hòn đảo cũng có nét riêng độc đáo với các món ăn đặc sản và đồ uống có hương vị đặc trưng của Maldives. 8. Liên bang Saint Kitts và Nevis, 261 km vuông. Liên bang Saint Kitts và Nevis là một quốc gia nhỏ tại khu vực Caribe, nằm giữa biển Caribe và Đại Tây Dương. Với diện tích khoảng 261 km vuông, Saint Kitts và Nevis là quốc gia thứ 8 nhỏ nhất thế giới các bạn ạ. Quốc gia này gồm hai đảo chính là Saint Kitts và Nevis cùng một số đảo nhỏ khác. Dân số nước này khoảng 54.000 người. Nền kinh tế của Saint Kitts và Nevis chủ yếu dựa vào du lịch, nông nghiệp và các dịch vụ tài chính. Saint Kitts và Nevis cũng là một trong những quốc gia có quy định về chương trình tị nạn đầu tiên trên thế giới, cho phép các nhà đầu tư mua quyền cư trú và quốc tịch thông qua các chương trình đầu tư. Saint Kitts và Nevis có một di sản văn hóa phong phú với các địa điểm như là cung điện Bristol Hill, một di sản thế giới UNESCO và một trong những pháo đài lớn nhất trên khu vực Caribe, cùng với các lễ hội và sự kiện văn hóa truyền thống như lễ hội âm nhạc và lễ hội nghệ thuật. 7. Quần đảo Marshall, 181 km vuông. Các bạn thân mến, quần đảo Marshall là một quốc đảo nằm ở khu vực Thái Bình Dương và với diện tích khoảng 181 km vuông, quần đảo Marshall là quốc gia thứ 5 nhỏ nhất trên thế giới các bạn ạ. Quần đảo Marshall thì được tạo thành từ một số hòn đảo nhỏ và rải rác trên diện tích rộng lớn của Đại Tây Dương với khoảng 70% dân số sống tại thủ đô Majuro. Theo số liệu mới nhất, dân số nước này khoảng 60.000 người. Nền kinh tế của quần đảo Marshall chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đánh bắt cá và các ngành công nghiệp liên quan đến ngư nghiệp, cũng như các khoản viện trợ và giúp đỡ từ các quốc gia lân cận và các tổ chức quốc tế. Quần đảo Marshall cũng có một lịch sử phức tạp và đau buồn, bao gồm mà sự thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ trên đảo Bikini trong thập niên 1940 và 1950, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng đến sức khỏe và môi trường của người dân địa phương. Với vị trí địa lý và điều kiện kinh tế khó khăn, quần đảo Marshall là một trong những quốc gia đang đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn trong việc phát triển và duy trì nền kinh tế bền vững. 6. Liechtenstein, 161 km vuông. Liechtenstein là một quốc gia nhỏ nằm ở châu Âu, giữa Thụy Sĩ và Áo. Với diện tích khoảng 160 km vuông, Liechtenstein là quốc gia thứ 6 nhỏ nhất trên thế giới và cũng là quốc gia không có bờ biển. Dân số của Liechtenstein là khoảng 38.000 người. Nằm giữa Thụy Sĩ và Áo, đất nước Liechtenstein là một nơi an toàn với tỷ lệ tội phạm cực kỳ thấp. Vụ giết người cuối cùng là xảy ra năm 1997. Khi được điều chỉnh bởi sức mua tương đương, Liechtenstein có tổng sản phẩm quốc nội GDP trên đầu người cao nhất thế giới và có nợ nước ngoài thấp nhất thế giới. Ngoài ra, Liechtenstein cũng có tỷ lệ thất nghiệp thấp thứ nhì thế giới là 1,5%, thấp nhất là Monaco. Kinh tế của Liechtenstein chủ yếu là ngành công nghiệp, nhưng chủ yếu là nhập nguyên liệu và gia công, chế biến. Bên cạnh đó, du lịch cũng là ngành mang lại nhiều lợi nhuận cho công quốc này. Liechtenstein là một quốc gia giàu có với nền kinh tế phát triển và các ngành công nghiệp chủ yếu bao gồm tài chính, bảo hiểm và du lịch. Các di sản văn hóa của Liechtenstein bao gồm lâu đài Vaduz, thủ phủ của quốc gia, và lâu đài Gutenberg, một phần của Viện Bảo tàng Liechtenstein. Liechtenstein cũng nổi tiếng với các lễ hội truyền thống như lễ hội nho và hội chợ máy bay. Ngoài ra, Liechtenstein cũng có một trong những mặt trận bóng đá yếu nhất trên thế giới, với chỉ có một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp. 5. San Marino, 61 km vuông. Các bạn thân mến, San Marino là một quốc gia nhỏ nằm ở miền trung nước Ý, giáp với vùng Emilia-Romagna và Marche, với diện tích khoảng 61 km vuông, chỉ tương đương với diện tích của quận Long Biên, Hà Nội thôi. San Marino là quốc gia nhỏ thứ 5 trên thế giới. San Marino được biết đến như là một trong những quốc gia có nền dân chủ lâu đời nhất trên thế giới, với một hệ thống chính trị đặc biệt được quản lý bởi 2 thủ tướng được bầu mỗi năm. San Marino là quốc gia tuyên bố chủ quyền đầu tiên với dân số khoảng 34.000 người, theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc. Đây là quốc gia độc lập nhỏ thứ 5 trên thế giới. Điều đặc biệt là San Marino nằm trọn trong nước Ý và do đó San Marino cũng có rất nhiều công trình kiến trúc đẹp mắt từ thế kỷ 13. Theo truyền thuyết kể rằng, nước này được thành lập vào thế kỷ thứ 4 bởi một người thợ khắc đá tên Marino, người đàn ông đến lánh nạn tránh cuộc truy lùng dưới triều hoàng đế Diocletianus. Sau này, San Marino được xem là một trong những quốc gia cộng hòa độc lập lâu đời nhất thế giới khi được giáo hoàng Urban VIII thừa nhận nền độc lập vào năm 1631. San Marino là một điểm đến du lịch phổ biến với các điểm đến như tháp Guaita, tháp Kesta và tháp Montel cùng với nhiều bảo tàng và nhà thờ lịch sử. Nền kinh tế của San Marino chủ yếu dựa vào du lịch và các ngành công nghiệp nhẹ. San Marino cũng là một trong những quốc gia giàu nhất trên thế giới với một nền kinh tế đa dạng và thị trường tự do mạnh mẽ. Khi mà nhắc đến thể thao và đặc biệt là bóng đá, San Marino không thành công lắm. Từ sau khi thành lập năm 1990, San Marino không giành chiến thắng quốc tế cho đến 2004 khi đánh bại Liechtenstein với tỷ số 1-0. San Marino là nước có nền kinh tế công nghiệp, dịch vụ và du lịch phát triển. Đặc biệt, kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên truyền thống, nho, đá xây dựng, phát hành tem thư và nhất là du lịch. 4. Tuvalu, 26 km vuông. Tuvalu còn có tên khác là quần đảo Ellis, một quốc đảo nằm ở phía nam của Thái Bình Dương, giữa Hawaii và Australia. Tổng diện tích Tuvalu bao gồm đảo đá ngầm, san hô và rừng rậm khoảng 26 km vuông, chỉ tương đương với diện tích của quận Tây Hồ, Hà Nội, nhỏ thứ 4 thế giới các bạn ạ. Tuvalu bao gồm 9 đảo san hô nằm rải rác và đông đúc dân cư. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc năm 2023, dân số nước này khoảng 12.000 người. Thủ đô của nước này là Funafuti, nơi có bãi biển đẹp thu hút đông đảo khách tham quan. Khu vực cao nhất của quốc gia này chỉ cao khoảng 5 mét so với mực nước biển thôi. Mặc dù nền kinh tế nước này chủ yếu là đánh bắt cá và trồng cây lương thực, nhưng đất đai ở Tuvalu kém màu mỡ và không có tài nguyên khoáng sản. Thu nhập chính của chính phủ là từ bán tem và các đồng tiền xưa, ngoại tệ của công nhân gửi về. Năm 2010, Tuvalu còn là một địa điểm hẻo lánh, chỉ có 2.000 du khách và 65% trong số đó là các doanh nghiệp. Tuvalu là một quốc gia đảo với địa hình thấp và phần lớn đất đai của nó đều bị ngập nước trong khi cạn chiều. Nền kinh tế của Tuvalu chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đánh bắt cá và du lịch. Tuy nhiên, do vị trí địa lý hẻo lánh và địa hình khó khăn, ngành du lịch ở Tuvalu chưa phát triển mạnh. Tuvalu cũng là một trong những quốc gia có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu và tăng mực nước biển. 3. Nauru, 21 km vuông. Các bạn thân mến, Nauru còn được gọi là Cộng hòa Nauru, là một quốc đảo nhỏ nằm ở khu vực Thái Bình Dương, cách Australia khoảng 42 km về phía nam. Nauru có diện tích khoảng 21 km vuông, là quốc gia có diện tích thứ 3 nhỏ nhất trên thế giới. Nếu xét về tiêu chí đảo quốc thì đây là nơi có diện tích nhỏ nhất trên thế giới. Nauru có dân số khoảng 10.900 người sinh sống tính theo năm 2023. Đảo quốc Nauru từng bị Nhật Bản chiếm đóng trong chiến tranh thế giới thứ hai và giành được độc lập năm 1968. Mặc dù đất nước Nauru có cảnh đẹp tuyệt vời, nhưng có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đó là tình trạng thất nghiệp. Chỉ 10% người dân địa phương có việc làm ổn định. Kinh tế nước này chủ yếu dựa vào đánh bắt cá và khai thác. Bên cạnh đó, nó được cho là quốc đảo có số người mắc bệnh béo phì nhiều nhất, với 97% nam giới và 93% nữ giới bị ảnh hưởng. Nauru được biết đến là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới vào những năm 1960-1970 nhờ khai thác phốt phát. Tuy nhiên, thì sau khi các mỏ phốt phát cạn kiệt, nền kinh tế của Nauru đã sa sút và hiện nay dựa vào các ngành công nghiệp nhẹ và du lịch. Nauru có một địa hình đồi núi với rừng ngập mặn và các bãi biển đẹp, thu hút một số ít khách du lịch đến tham quan. Vị trí thứ 2, Monaco, 2 km vuông. Các bạn ạ, Monaco còn được gọi là Công quốc Monaco, là một quốc gia nhỏ nằm ở miền Nam châu Âu, giáp với biển Địa Trung Hải. Monaco có diện tích chỉ khoảng 2 km vuông, chính xác là khoảng tầm 1,98 km vuông, chưa bằng một nửa diện tích của quận Hoàn Kiếm đâu, và là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới, là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới nữa các bạn ạ. Đất nước này có 3 mặt tiếp giáp với nước Pháp, mà còn lại thì giáp với Địa Trung Hải, tạo nên một xứ sở nhiệt đới đẹp vô cùng. Ngôn ngữ chính thức của đất nước này là tiếng Pháp. Tuy là một quốc gia nhưng Monaco chỉ có duy nhất 7 phường. Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, dân số nước này là hơn 39.900 người. Trên danh nghĩa thì Monaco là nước có mật độ dân cư và chỉ số GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới. Ngoài ra thì Monte Carlo là thành phố nổi tiếng và thu hút đông đảo khách du lịch mỗi năm. Tuy nó chỉ là một quốc gia nhỏ bé nằm cạnh Địa Trung Hải, nhưng Monaco là một trong những quốc gia giàu có và xa xỉ nhất thế giới, trội hơn hẳn Dubai về mặt truyền thống và sự tinh tế trong việc tiêu tiền. Thủ đô Monaco là Monte Carlo, nơi có nhiều sòng bạc, khách sạn sang trọng và các địa điểm giải trí nổi tiếng. Monaco cũng là nơi nổi tiếng với các sự kiện thể thao như giải đua xe F1 Monaco, giải quần vợt Monte Carlo Masters. Nền kinh tế của Monaco thì chủ yếu là dựa vào du lịch, ngành công nghiệp nhẹ và tài chính. Monaco được coi là một trong những điểm đến du lịch xa hoa và sang trọng nhất thế giới. Vị trí đầu tiên đó chính là thành Vatican, 0,5 km vuông. Các bạn thân mến, thành Vatican còn được gọi là nhà nước Thánh giáo Vatican, là một quốc gia độc lập nhỏ nằm bên trong thành phố Roma, Italia. Thành Vatican có diện tích chỉ khoảng 0,44 km vuông, nó quá nhỏ bé, chưa đến 1 km vuông các bạn ạ, và là quốc gia nhỏ nhất thế giới về diện tích và dân số. Với dân số là 800 bao gồm các hồng y, các nhà ngoại giao, hiến binh, lính Thụy Sĩ và các giáo dân, nhưng thực tế chỉ có 450 quốc tịch chính thức, nhiều công dân sống ở nơi khác. Chủ quyền của thành Vatican được công nhận bởi chính phủ Ý theo Hiệp ước Lateran vào ngày 11 tháng 2 năm 1929. Thành Vatican thì được tôn vinh là trung tâm của Giáo hội Công giáo Roma và là nơi đặt trụ sở của Giáo hoàng, người đứng đầu của Giáo hội Công giáo. Ngoài các công trình kiến trúc lịch sử và tôn giáo như nhà thờ Thánh Peter và bảo tàng Vatican, thành Vatican thì được coi là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng trên thế giới với nhiều di sản lịch sử, nghệ thuật và kiến trúc độc đáo. Vatican là quốc gia có nền kinh tế phi thương độc nhất vô nhị trên thế giới, chủ yếu do các khoản quyên góp của người Thiên Chúa giáo La Mã trên khắp thế giới và thu thập từ bán tem, ấn phẩm, đồ lưu niệm v.v. Và các bạn thân mến, chúng ta vừa đi qua 10 nước có diện tích nhỏ nhất thế giới. Bạn ấn tượng với đất nước nào? Hãy comment xuống dưới các bạn nhé! Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo!